Rất vui gặp lại quý vị trong chương trình Cận Cảnh. Hôm nay chúng ta có cuộc trao đổi đặc biệt về đề tài gia tăng các giá trị văn hóa lịch sử trong các sản phẩm du lịch của Việt Nam. Xin tiến sĩ có thể cho biết là cho đến nay thì khi đi nhiều nước như vậy thì tiến sĩ thấy là cái cách người ta đưa cái văn hóa lịch sử mà vào du lịch đó thì có những cái điều gì đặc biệt mà chính Việt Nam mình cần học hỏi để mà có thể gia tăng cái giá trị như lúc nãy tiến sĩ đã đề xuất ạ? Theo tôi thì người ta không có cái ưu đãi về thiên nhiên như mình nói đó, nhưng mà bất cứ một cái gì mà nó hết sức nhỏ nhưng mà họ vẫn làm cho nó hay. Một cái ngôi nhà cổ chẳng hạn, tuy nhiên là rất là hoành tráng, nhưng mà đến nó một cái không gian đó rất là lớn, và người ta tấp nập ta đến từ cái chuẩn bị đi vào cái nhà ngôi nhà cổ rồi cho đến đi thăm như thế nào, người ta về ra sao, tất cả đó thì tôi thấy là một cái sản phẩm du lịch rất tuyệt, người ta có thể đi nhiều lần cũng thấy thích thú. Nhiều người thì đi Thái Lan có hay kể về cái show là xem cái gọi là water war, rồi giống nước mà giống như là 007 trong phim. Thì thưa thầy là ở Việt Nam mình thì chúng ta có thể có làm những cái hay hơn được không ạ? Có thể nhiều cái hay. Như nói rằng là Thái Lan thì chắc nhiều người đi cũng thấy đó, một cái tour mà từ Bangkok rồi đến chỗ Pattaya thì cái điều kiện thiên nhiên đâu có gì đâu, nhưng mà họ làm nhiều cái show du lịch rất là hấp dẫn. Thì có thể mình tạo ra được thôi, nếu mà mình không tạo được. Mà nên nhớ là bất cứ cái gì nó cái sự một cái gì đó mà tạo một cái phải hoành tráng. Chứ còn mình nhỏ nhoi, không đáng, người ta không đáng đến. Vừa rồi đó thì tôi đến Vịnh Hạ Long, tôi có hỏi nhiều người đó. Và có người thì ở Indonesia, có người thì ở Đông Âu hay là Bắc Âu đó, ở châu Âu đó, Đức chẳng hạn đó, thì họ thấy là cái không gian đúng là tuyệt vời. Nhưng mà đâu có phải đâu mình có những không gian như vậy đâu. Vì vậy nếu mà mình phải tạo ra, theo tôi là phải có nghĩa là phải có những ý tưởng sáng tạo hơn rồi bổ sung vào cái tài nguyên sẵn có thì mới được. Mà riêng cái ở Vịnh Hạ Long thì vốn có nó rồi đó, thì vốn nó hấp dẫn rồi, nhưng mà tôi thấy nó vẫn còn nhiều vấn đề mình chưa giải quyết tốt. Thí dụ như là những vấn đề nào ạ? Bến cảng chẳng hạn ấy, thì nó đáng lẽ phải có một cái quy mô mà là lớn để sau cái tàu lớn nó có thể tiếp cận được chứ. Ai đời là phải lấy từ đầu cái tàu lớn nó đứng ở ngoài cái tàu nhỏ nhỏ rồi xuống cái gì mình đoạn rồi phải phao rồi trên đó thì biết bao nhiêu lần cứ phải xuống rồi lên. Mà cái đó thì tự nhiên là cái chi phí nó sẽ tốn đi không đáng. Trong khi rất nhiều cái mà mình có thể, và ngay cả tôi thấy rằng là từ Vịnh Hạ Long mà xuống chỗ Cát Bà chẳng hạn đó, thì tại sao ngay ở cảng đó không có những khách sạn lớn quy mô đó mà phải đi vào trong khách mà rất là phiền lòng, trả tiền ở kia để không trả tiền ở kia để đôi co với nhau như vậy. Là ngay cả cái vấn đề là cơ sở hạ tầng, những cái phương tiện để mà dẫn tiếp du khách vào những cái địa điểm văn hóa không lịch sử không nghĩ tới cái phục vụ khách nó thuận lợi như thế nào. Thưa tiến sĩ, nếu mà đứng về mặt mà giáo dục thì cái việc mà tiến sĩ thấy chúng ta cái service nó chưa tốt, cái chữ S chúng ta nó chưa tốt như vậy đó, thì có phải là do cái vấn đề là những người làm du lịch hiện giờ chưa nhận thức hết được cái giá trị của tài nguyên du lịch của mình, cũng như cái việc làm sao dùng cái đó để mà thu hút quảng bá đối với du khách không ạ? Có phải là vấn đề ý thức, vấn đề kiến thức ở đây không ạ? Theo tôi thì nếu mà đổ cho cái ngành du lịch cũng hơi tội cho người ta. Theo đây là mình nhìn cái tổng thể đó. Tức là cái tổng thể của mình, cả cái đất nước quốc gia này mình rất giàu nó kia, nhưng mình không cái tầm nhìn mà tầm quản lý. Và theo tôi thì cái văn hóa, mà nhất là cái văn hóa giao tiếp ấy, thấp quá. Ở cả cái tầm nhìn vĩ mô và cái gì mà nhỏ nhặt nhất là mình chưa thật sự quan tâm. Mà theo tôi bây giờ nó hỏng nhất là những cái gì mà nhỏ đó.
Dạ. Những cái gì nhỏ nhỏ đó mình không quan tâm. Muốn sửa cái nhỏ thì lại phải sửa cái lớn. Vâng. Muốn từng phần thì lại phải vấn đến cái tổng thể, rồi chiến lược. Vâng. Kể cả như những vấn đề du lịch này cũng phải có những cái tầm nhìn rộng rãi hơn đó, không ạ? Nó phải rất nhiều những các sản phẩm nhỏ nhỏ. Tôi đi ví dụ hình nhé. Tôi đi rằng là ở các nước đó thì có những cái nước mà kẻ ăn xin đó, tượng ăn xin đó, chụp hình với họ đó thì là phải cho họ tiền. Thì bây giờ chẳng hạn như là ở đâu đâu đó, mình thiếu gì những cái sẩm chợ đó. Đây, người vừa hát hay vừa cầm cái đàn cò hay đàn gì đó cũng rất là hay, chẳng hạn như là cất chụp hình với du khách, hay là kéo hay đánh đàn, hay là hát cho người ta nghe thì rất là hay. Tôi nghĩ là khắp nơi mình có thể mình làm. Ví dụ như vậy, có biết bao nhiêu cái sản phẩm nhỏ nhỏ mà đi đến đâu người ta thích thú cái đó, mình thì thiếu cái đó hoàn toàn. Vâng, như thế là ngay cả những cái nhỏ cũng rất là chúng ta phải cải tiến. Cảm ơn tiến sĩ. Làm thế nào để gia tăng giá trị cho văn hóa lịch sử cho những cái sản phẩm du lịch của mình mà trên một cái địa bàn cụ thể chính là Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà tiến sĩ đang sinh sống. Xin tiến sĩ cùng với quý vị chúng ta sẽ có đôi phút nghỉ giải lao và sau đó sẽ trở lại đề tài này.